chào tất cả mọi người. Chúng ta lại quay trở lại với chương trình tư vấn pháp luật của coi như là kênh YouTube Mai Tiến Luật. Thì ngày hôm nay tôi muốn cùng với mọi người coi như là chúng ta sẽ chia sẻ về việc là kiểm tra, nghĩa là những cái phương pháp để kiểm tra quy hoạch đất nhà trước khi coi như là thực hiện cái việc mua bán. Đấy thì thời gian vừa qua đấy thì tôi thấy là cái việc mà kiểm tra quy hoạch về coi như sử dụng về đất và nhà là một trong những cái thủ tục rất là quan trọng, bởi lý do là tôi thấy là cái việc mà tranh chấp đấy liên quan đến là cái phần mà coi như là chưa nắm bắt được cái quy hoạch mà đã thực hiện cái việc đặt cọc hoặc là chuyển nhượng, rồi sau đó mới biết được cái quy hoạch và phát sinh tranh chấp rất là nhiều. Đấy thì ở văn phòng của chúng tôi thì đối với cái những cái vụ án tương tự như vậy là rất là nhiều. Đấy, mỗi cái vụ án thì nó có một cách tiếp cận coi như là cái sự việc nó khác nhau. Thì ngày hôm nay tôi thấy được cái việc mà kiểm tra quy hoạch trước khi nhận chuyển nhượng hoặc là đặt cọc quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà, đây là một cái thủ tục rất quan trọng. Cho nên là tôi muốn chia sẻ với mọi người đấy, để mọi người có những cái kinh nghiệm và có những cái coi như phương pháp cụ thể hơn đó để tránh cái thiệt hại cho mình. Thì như mọi người cũng biết là đất nhà là một trong những tài sản lớn của chúng ta. Đấy, có những người phải tích góp rất nhiều năm đấy mới coi như là đủ để mà mua được một căn nhà hoặc là một cái thửa đất, đúng không ạ? Có thể phải đi vay mượn hoặc là mình phải đi coi như là nhờ, đúng không ạ, anh em bạn bè hoặc là bố mẹ, hoặc là phải vay ngân hàng để có cái số đủ cái số tiền mà mua. Nếu trong trường hợp, đúng không ạ, mà mình gặp phải những cái vấn đề về quy hoạch thì rất là thiệt thòi, đúng không ạ? Thì đối với cái phần mà nếu trong trường hợp mọi người mà mua phải cái đất quy hoạch á thì sẽ có những cái rủi ro thường như sau. Tôi sẽ nêu ra cả cái rủi ro để mọi người biết được. Nếu trong trường hợp mình mua đất và nhà, đúng không ạ, bị quy hoạch thì điều đầu tiên á là chúng ta phải gánh hết toàn bộ những cái rủi ro rồi, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như chúng ta có cái nhu cầu muốn bán lại thì cũng bán không được, hoặc bán thì cũng cái giá là rất là rẻ, đúng không ạ, so với cái giá chúng ta mua ban đầu. Như vậy là cái sự thiệt thòi, đúng không ạ? Rồi thứ hai nữa, có thể là chúng ta không thể vay vốn được, đúng không ạ? Không thể, nghĩa là khi mà đất nhà đã bị quy hoạch thì ngân hàng họ sẽ không cho vay vốn và chúng ta không thể sử dụng được đòn bẩy ngân hàng để thực hiện những cái công việc của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, rồi thứ ba nữa thì chúng ta có thể là không xây nhà được, tại vì đất đã bị quy hoạch thì nhà nước không cấp giấy phép cho chúng ta để chúng ta xây nhà theo ý muốn của mình, đúng không ạ? Đấy thì đó là cũng rất là thiệt thòi cho chúng ta, đúng không? Đấy, hoặc là trong trường hợp mà chúng ta xác định, nghĩa là ông bà có câu an cư lạc nghiệp, đúng không, mà chúng ta mua một căn nhà, một thửa đất để mục đích để ở lâu dài, an cư lạc nghiệp, nhưng mà chúng ta khi mà mua nhầm cái thửa đất và nhà, hiểu không, bị quy hoạch giải tỏa thì chúng ta cũng phải là coi như thay đổi cái chỗ ở mới, đúng không ạ, con cái học hành này kia, chúng ta công ăn việc làm, như vậy rất là phức tạp, đúng không ạ? Đấy, cho nên rủi ro về cái vấn đề mà mình mua đất mà trúng vào quy hoạch thì đúng là rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy thì từ đó thì tôi thấy á là cái việc mà mình mua bán thì phải thật là cẩn thận. Đấy, khi thực hiện cả cái thủ tục mua bán thì trong đó cái thủ tục mà kiểm tra về quy hoạch rất là quan trọng mọi người ạ, rất là quan trọng, đúng không ạ? Đấy thì ở đây tôi cũng xác định cho mọi người biết được thế này này, tại sao chúng ta lại vấp phải trường hợp là mình không biết về thửa đất hoặc là căn nhà này bị quy hoạch, đúng không ạ? Thì thường thường á là tôi thống kê lại thì có thể là cái người mua, đúng không ạ, thứ nhất là có thể là người mua là bận việc quá đấy, không đủ cái thời gian để mà coi như là đi kiểm tra cái quy hoạch, đúng không ạ? Đó, cho nên mua đại đấy thì cũng dính vào quy hoạch và cuối cùng mình cũng phải phải thiệt thòi, đúng không ạ? Hoặc thứ hai có thể là có những người nào đó là do không có kinh nghiệm hoặc là hám rẻ, đúng không ạ, thấy cái lô đất này rẻ hơn thị trường và có như lúc đó là coi như là cái cảm xúc của mình là dâng trào quá và không biết cái quy hoạch, đúng không ạ, và cũng mua
thì như vậy cũng rất là khó khăn cái việc mà coi như là rủi ro sau này, đúng không ạ? Hoặc là thứ ba, chẳng hạn có những người là họ không biết luôn, không biết thủ tục để mình xem quy hoạch như thế nào, hoặc là mình không biết là đất là bị quy hoạch là như thế nào cả. Có những người đi mua đất mua nhà mà không biết về quy hoạch đấy, thì đó là về gọi là thiếu về kiến thức, đúng không ạ? Đó, để kiểm tra về quy hoạch đó, khi mình giao dịch mua bán đất đai. Hoặc thứ tư là do bị lừa, đúng không ạ? Có nhiều trường hợp là bị chính coi như là chủ đất hoặc người môi giới lừa đấy. Có nhiều trường hợp thế này là cái người đi mua đất gặp cái người gọi là một cái anh môi giới, đúng không ạ? Do quen biết gì đó, đúng không ạ? Đấy, là nói là người môi giới cho rằng là anh cứ an tâm đi, cứ mua đi, đặt cọc đi, đấy tài sản này tôi đã kiểm tra hết rồi, quy hoạch không có quy hoạch, đúng không ạ? Đấy, và cái người môi giới đó mục đích của họ chỉ là làm sao để mình đặt cọc xuống cái số tiền nào đó, đúng không ạ? Và cuối cùng là cái người môi giới đó nhận cái tiền môi giới và chuột, đúng không ạ? Sau khi mà mình vướng vào cái vấn đề quy hoạch để tìm cái người môi giới thì có thể là tắt máy tò tí tè, đúng không ạ? Kiếm không ra. Đấy, đó cũng là một trong những cái chiêu trò đó. Hoặc cái trường hợp có thể có những cái trường hợp như thế này là cơ quan nhà nước hoặc là cá nhân địa chính cung cấp sai sai lệch, đúng không ạ? Sai lệch cái phần mà quy hoạch, hoặc là trong trường hợp là cập nhật không kịp. Có những trường hợp thế này là do cán bộ coi như là chưa cập nhật kịp, đúng không ạ? Cán bộ địa chính chưa cập nhật kịp đấy về cái việc quy hoạch đấy, của tỉnh đề ra hoặc của huyện đề ra, và họ cung cấp cho mình là bị sai lệch và chưa kịp thời, cho nên thành thử đó cũng là một trong những cái xui rủi cho mình, đúng không ạ? Rồi thì qua những cái phần trên thì mọi người cũng đã xác định được là nếu mà không nắm quy hoạch thì là rất thiệt thòi, đúng không ạ? Và gặp rất nhiều cái rủi ro cho bản thân cái người mua. Cho nên qua những cái kinh nghiệm đó cho thấy thì tôi sẽ tư vấn cho mọi người những cái phương pháp, đúng không ạ? Phương pháp nào để mình có thể tối ưu hóa nhất cái vấn đề mà mình biết được, tiếp cận được, đúng không ạ? Là về quy hoạch để mình tránh cái rủi ro khi mà giao dịch, đúng không ạ? Thì ở đây tôi xác định là có cỡ khoảng là 4-5 cách gì đó, thấy không? Đấy, thì tôi rút gọn ngắn lại thì tôi sẽ truyền tải cho mọi người, chia sẻ cho mọi người là cách thứ nhất là mọi người có thể hỏi những cái, nghĩa là những cái người xung quanh, đúng không ạ? Ví dụ như trường hợp mình mua một cái thửa đất đó thì mình có thể mình hỏi những cái người hàng xóm, mình đích thân đó mình tới đó mình hỏi xem thử là cái miếng đất này nó có bị quy hoạch gì hay không, đúng không ạ? Thường thì do mình đi mua là mình tới một cái nơi là mình chưa biết được cái khu đó nó quy hoạch sử dụng như thế nào, nhưng mà những cái người xung quanh có thể họ biết trước, đúng không ạ? Thì mình tìm hiểu những cái thông tin của những cái người xung quanh, đó là cách thứ nhất, đúng không ạ? Đấy, rất là đơn giản đấy, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai chúng ta có thể là thế này, chúng ta có thể đây là tôi có một cái giấy chứng nhận, thấy không? Đấy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nha. Rồi thì mình sẽ xem ở trên cái giấy chứng nhận này đấy thì các cái thông tin, đúng không ạ? Thông tin nó ghi rõ ở trong cái thửa đất, đúng không ạ? Trong cái giấy chứng nhận này thì mình có thể xem qua cả cái thông tin trên này, đúng không ạ? Đấy, về thửa đất, tờ bản đồ địa chỉ, đúng không, diện tích, rồi mục đích sử dụng đất này, xem thử là đất đất gì, đất ở tại nông thôn, đất thổ cư đấy, thấy không? Rồi đất trồng cây lâu năm hay là đất gì, đấy là mục đích sử dụng đất, đúng không ạ? Còn quan trọng nhất là mình chú ý vào cái chỗ ghi chú này, đúng không ạ? Ghi chú xem thử cái phần đất này nó có bị quy hoạch gì hay không nha. Nếu trong trường hợp mà nó có quy hoạch thì nó sẽ ghi ở đây một phần của cái thửa đất này hoặc toàn bộ bộ cái phần thửa đất này có bị quy hoạch, ví dụ như quy hoạch đất giao thông, quy hoạch đất trường học, hay là quy hoạch coi như là đất coi như là trồng cây lâu năm, thấy không? Hay là đất công viên cây xanh, ví dụ như vậy ha. Rồi chúng ta có thể qua ở bên cái, đây là một cái phần thứ hai của cái giấy chứng nhận, đúng không ạ? Nó thể hiện cái bản đồ gọi là cái vị trí, cái sơ đồ vị trí đấy. Ở đây mọi người để ý này, tôi sẽ xước lại gần nhá, mọi người thấy nhá. Đây cái rãnh quy hoạch giao thông này, đây cái thửa đất này á, là nó có cái rãnh quy hoạch giao thông, đúng không ạ? Đấy cái chỗ mà cái chấm chấm đấy mọi người này, chấm đây cái đường gạch quảng đấy, đúng không ạ? Đấy, và ở đây mọi người để ý là có cái mũi tên, đúng không ạ? Mũi tên chỉa đi vào đấy, mũi tên chỉa đi vào như vậy. Mũi tên chỉa đi vào này á, là nó thể hiện cái từ cái mép này đến cái mép này
là nó bị quy hoạch, quy ranh quy hoạch giao thông, đúng ạ? Đấy rồi, ok. Còn nếu mọi người để ý, nếu mà cái mũi tên này nó chia đi ra thế này thì gọi là ranh quy hoạch từ đây ra. Đấy, mọi người chú ý nha. Nếu cái mũi tên này chỉ đi vào thì gọi là từ quy hoạch từ đây trở vào. Nếu mũi tên chỉ ngược trở lại thì ranh quy hoạch từ đây trở ra. Đấy, cũng nên chú ý nha. Đấy, đấy là có thể hiện trên 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 giấy chứng nhận luôn. À, rồi, ok. Và cách thứ ba, đúng không ạ? Cách thứ ba thì chúng ta có thể trực tiếp nha, cầm mang theo cái giấy này là được bên coi như bán họ cung cấp cho mình, đúng không ạ? Mình mang cái giấy này tới ủy ban nhân dân phường xã ở nơi gọi là cán bộ địa chính làm việc, đúng không ạ? Hoặc phòng tài nguyên của quận huyện nhé. Đấy, gặp cán bộ coi như là phòng tài nguyên để được kiểm tra về quy hoạch cụ thể của cái thửa đất này, đúng không ạ? Của cái thửa đất này xem thử là coi như là nó bị quy hoạch gì hay không. Đó thì theo quy định của pháp luật, cán bộ địa chính không? Của phường xã hoặc là cán bộ của phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện quận là có trách nhiệm cung cấp thông tin địa chính cho người dân, đúng không ạ? Cho người dân để người dân nắm rõ xem từ đất này nó quy hoạch như thế nào, có mua bán được hay không, đúng không ạ? Đó là cái cách thứ ba, đúng không? Rồi tới cái cách thứ tư là chúng ta có thể kiểm tra qua cái phần mềm, đúng không ạ? Thì hiện tại coi như là hiện nay á thì có những cái phần mềm ở trên coi như là internet, đúng không ạ? Có thể mình kiểm tra, tôi đặt ví dụ đi nhá. Tôi ví dụ là mình sẽ vào, ví dụ như vào vào Google đi ha. Rồi đây tôi sẽ vào vào Google, đúng không? Mình sẽ kiểm tra như vậy, mình sẽ kiểm tra là phần mềm, đúng không? Đó, phần mềm. Phần mềm, ví dụ phần mềm kiểm tra quy hoạch, đúng không ạ? Đấy, tôi sẽ vào cái phần mềm kiểm tra quy hoạch, đúng không? Ví dụ như ở đây là có cái phần mềm kiểm tra quy hoạch của Đồng Nai, đúng không? Đấy. Thì đây, đấy nó thể hiện, nó sẽ ra cái phần mềm này, đúng không ạ? Đấy, cái phần mềm này mình có thể tải về nhá. Ở đây là tôi đã tải sẵn rồi, cho nên nó đã thể hiện trên máy. Đây, ở đây mọi người phải chú ý này, ví dụ như ở đây là tôi zoom ra này. Đây là đất này. Đây. Đây, đấy là nó quy hoạch là đất ở tại đô thị, đúng không ạ? Là cái khu vực này là nó đất ở tại đô thị, đúng không ạ? Đấy. Còn ví dụ như cái màu vàng vàng này này, mọi người để ý này. Đây đây cái màu. Rồi. Cái màu vàng vàng nha mọi người nha, cái màu vàng vàng này á là nó thể hiện là quy hoạch giao thông, thấy không? Đấy. Mọi người phải để ý là những người nào, thấy không? Phải biết xem kỹ năng xem quy, nghĩa là cái phần mềm trên quy hoạch. Thì cái kỹ năng này nó thể hiện là nghĩa là mỗi cái màu này này. Đấy, mỗi cái màu á là nó thể hiện một cái coi như là mục đích cái quy hoạch riêng. Ví dụ như ở đây cái màu vàng là quy hoạch giao thông, đúng không ạ? Màu đỏ, cái màu tím tím này này là quy hoạch đất ở tại nông thôn, đúng không ạ? Rồi có những cái phần mà coi như là đây, ví dụ cái phần này á thì nó quy hoạch là coi như gì đây, cái đất gì đây, à đây, đất phát triển hạ tầng. Đấy đấy, đất phát triển hạ tầng là cái màu này là đất phát triển hạ tầng nhá. Đấy, còn cái màu đấy, cái màu vàng này là cái đường giao thông, đúng không? Mọi người để ý nhá. Rồi thì mọi người chú ý là người nào nếu có kỹ năng để kiểm tra trên cái gọi là phần mềm của internet thì hiện tại bây giờ là cũng có những cái phần mềm để kiểm tra. Nhưng mà mọi người chú ý, kiểm tra trên cái phần mềm này á thì có thể là chưa chắc chắn, đúng không ạ? Bởi lý do là những cái kỹ thuật viên chưa cập nhật kịp thời đối với cái quy hoạch lên coi như là cái phần mềm này, thì mọi người cũng hoàn toàn đừng tin tưởng vào cái phần mềm này nhiều quá, thấy không? Đây cũng là một cái cách thôi để tôi tư chia sẻ cho mọi người để mọi người kiểm tra thôi nhá. Rồi, và cách thứ năm á thì chúng ta có thể thế này, nghĩa là mình sử dụng bằng cái cách là nếu mình không không biết được cái đảm bảo á, mình có thể mua cái tài sản này qua ngân hàng, đúng không ạ? Để nhờ ngân hàng người ta kiểm tra quy hoạch cho mình. Tại vì bên bộ phận ngân hàng người ta có những người am hiểu và có những kỹ năng để kiểm tra. Ví dụ như trường hợp khi mà ngân hàng á, đúng không ạ? Khi ngân hàng người ta muốn thế chấp cái tài sản này, hoặc trường hợp nha, mình muốn mua cái tài sản này thì mình hoặc ngân hàng đấy
cũng có quyền yêu cầu bên chủ đất, cái người bán đất cho mình nhá, đúng không ạ, là mình phải đi trích lục hoặc đi đo vẽ, thấy không, của cái thửa đất này là đấy. Ở đây tôi có cái một cái bản, thấy không, cái bản này gọi là cái bản này, mọi người để ý này, bản này là gọi là bản trích lục địa chính nhá. Đấy, trích lục địa chính thì nó thể hiện đấy, thể hiện ở trên này đúng không ạ, thể hiện quy hoạch rất là rõ đúng không ạ. Này mọi người để ý này, cái thửa đất này á mà ở trên cái sổ, trên giấy chứng nhận thì nó không có cái phần quy hoạch đúng không ạ, nhưng mà sau khi trích lục thì đã thấy có một cái quy hoạch con đường này ngay vào giữa thửa đất luôn. Như vậy cái miếng đất này đã bị quy hoạch gần hết rồi, mọi người hiểu không? Đây đây, cái phần này là nó bị quy hoạch đây, cái mũi tên này, mũi tên chỉ đi vào đúng không ạ, mũi tên chỉ đi vào đây, đây thể hiện nút chấm chấm đây ha, đây đây. Như vậy á là cái phần đất này nó đã bị quy hoạch một con đường đó, quy hoạch giao thông đúng không ạ, vào giữa ngay giữa thửa đất. Như vậy á là mình phải đo vẽ đúng không, trích lục cái bản vẽ này thì mới biết được à là thửa đất này đã bị quy hoạch đúng không ạ. Chứ còn nếu trường hợp mà mình nhìn vào cái giấy chứng nhận đúng không ạ, thì họ không không vẽ quy hoạch vào giữa đúng không đấy, mà khi trích lục cái bản vẽ mới nhất nha, đấy thì đã thể hiện với là ở đây cái phần bên này phần ghi chú thuyết minh đấy đúng không ạ. Đây thì ở đây là cái phần mà theo bản đồ quy hoạch đúng không ạ, đến năm 2020 thửa đất thuộc quy hoạch. Như vậy là vừa là đất ở tại nông thôn, vừa đất giao thông. Đấy thì nó thể hiện ở trên này là có quy hoạch về đất giao thông đúng không ạ. Đây quy hoạch đất giao thông, mà quy hoạch đất giao thông thì tỷ lệ quy hoạch là gần hết thửa đất. Như vậy nếu mình mua vào á là không xây nhà ở phần này được đúng không ạ, coi như cái phần đất của mình mua thì giá thì cao mà bán thì thấp đúng không ạ. Đấy xây nhà không được, vay ngân hàng cũng không được đúng không ạ, cho nên rủi ro rất là lớn. Rồi nên mọi người phải chú ý này, cái bản vẽ này á là phải được đúng không ạ, văn chi nhánh văn phòng đăng ký đo đạc và có mộc đỏ xác nhận đúng không ạ, thì khi đó mới đủ thẩm quyền, nghĩa là cơ quan có thẩm quyền đúng không ạ, mới coi như là xác nhận được hoặc là đo vẽ được cái hợp đồng, cái bản vẽ này á, là một cách chính xác nhất đó để thể hiện cái việc quy hoạch đúng không ạ. Cho nên mọi người phải chú ý nha. Rồi thì từ những cái phương pháp mà kiểm tra quy hoạch như trên thì tôi cũng mong mọi người, chúc cho mọi người có thể biết được và coi như mua bán được một cái sản phẩm ưng ý, hiểu không, không bị quy hoạch và đảm bảo cái quyền lợi cho mình. Thì từ những cái kiến thức nêu trên thì tôi cũng chúc cho mọi người thành công trong những cái giao dịch của mình. Và coi như nếu trong trường hợp mọi người thấy được thì kiến thức này bổ ích thì mọi người có thể share cho nhiều người hơn nữa hoặc đăng ký kênh Mai Tiến Luật của tôi để kịp thời theo dõi những kiến thức pháp luật mà chúng tôi sẽ chia sẻ những clip tiếp theo. Và tới đây chúng tôi xin chúc cho mọi người sức khỏe, thành công nhất và xin chào.